chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube TV 886. Thì hôm nay mình đang có mặt tại quận 9 các bạn. Thì hiện tại mình đang đứng giữa một cái khu vườn mai dài rất là đẹp. Nhưng hôm nay thì mục đích của mình không phải là quay mai, nhưng mà mục đích của mình là quay. Đây các bạn thấy phía sau lưng mình, hiện tại ở phía sau lưng mình ở ngang đền thờ Vua Hùng các bạn, đang tổ chức một cuộc thi bánh chưng bánh dày. Đang thi gói bánh của tất cả các quận huyện của thành phố. Thì ở đây mình thấy có rất nhiều đơn vị khác nhau. Thì bánh chưng bánh dày cũng là một cái gì đó của dân tộc chúng ta, gọi là truyền thống rồi các bạn. Ít nhất là phải có bánh chưng bánh dày. Và tại vì sao tổ chức ở Vua Hùng? Tại vì cái bánh chưng bánh dày được xuất phát từ gọi là từ Vua Hùng, cái hoàng tử Lang Liêu các bạn, từ cái thời Vua Hùng thứ 18 thì bắt đầu có cái bánh chưng bánh dày. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn thấy là phía sau lưng mình có các anh các chị và các bác, những người ngày xưa các bạn, những người mà từng tham gia kháng chiến hình như cũng về sau, nói chung là những người cũng lớn tuổi. Mình thấy cái không khí rất là hay, nó có một cái gì đó rất là sung các bạn. Thì phía sau lưng mình là có củi nè, chuẩn bị son rất là nhiều rồi đấy, các bạn thấy không? Phía sau lưng mình là có rất là nhiều củi nước rồi son niêu, nói chung là nhiều cái dụng cụ để nấu bánh chưng bánh dày các bạn. Thì mình sẽ vào để review cho các bạn thấy cái cảnh không khí ở đây nấu bánh chưng bánh dày. Đây các bạn, thì đây là những anh bộ đội cũng được tham gia để nấu bánh chưng. Có một anh đang chặt củi, đang bơm củi để nấu. Lò thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các bạn, ở đây rất là nhiều lò. Bạn thấy ở đây rất là nhiều những cái nồi lớn để khi có bánh chưng vào và đặt vào để nấu ở đây. Đây các bạn, thì ở đây có các cô các chị đang chuẩn bị đậu xanh, có thịt nè, ướp trước rồi các bạn. Bây giờ là chuẩn bị cuộc thi đấu để mà mình gói thôi. Giờ mọi rất là nhiều đội đang chuẩn bị. Thì đây là xung quanh của cái không khí cuộc thi gói bánh chưng bánh dày tại cái đền thờ Vua Hùng các bạn. Thì hiện tại thì mình đang quay cái khung cảnh đây, chờ mọi người ở đây gói nữa là xong. Nhưng mà chắc chờ là tới phải chiều tối các bạn, chắc mình phải về, chứ nếu không mình sẽ ở lại ban đêm để mà xem gói và để xem những người ở đây canh cái nồi bánh chưng bánh dày như thế nào. Cũng giống như cái không khí ngày xưa, mình cũng hưởng một cái chút gì đó của ngày xưa các bạn. Nhưng mà tại vì nó không cho phép nên mình cũng phải về. Đây là cái không khí xung quanh các bạn, rất là náo nhiệt, có gì đó rất là mùa xuân các bạn. Hôm nay là em đi lính ở quân đội nào? Cái là sư đoàn 9 à. Sư đoàn 9. Sư đoàn 2 ạ. Ngày xưa anh đi trung đoàn 88. Ở quân khu 7 ở Đồng Nai á. Thấy đi lính giờ khổ không? Đây là cũng khỏe hơn, nói chung là khỏe hơn lúc trước rồi. Đúng rồi. Cái thời trước anh đi khổ lắm. Thật, chưa có bằng thời chú, thời bác của mình ngày xưa. Nhưng mà thời anh đi vẫn còn khổ lắm. Giờ Tết ở lại ăn Tết. Đâu có về không? Dạ không, tụi con cỡ mùng 4 Tết mới giờ giờ đợt 1. Rồi 12 mới giờ đợt 2. Thấy tham gia gì cũng vui mà đúng không? Dạ. Nó có không khí Tết. Chứ còn mà bây giờ ở quê mình nó không còn được như xưa đâu, giờ cũng biết ai nấu bánh rồi. Hồi đi bộ đội là thấy có nhiều cái hoạt động nó hay hơn là nhà. Đều cái nhớ nhà thôi. Thì có người yêu gì chưa? Dạ chưa à. Đi kiểu này mà có người yêu chắc mắc hết. Chắc vậy quá. Đúng rồi. Tại lúc trước anh đi có số bạn có người yêu nha, già tiện khóc quá trời luôn. Nhưng cuộc hết 3 tháng đồng binh về lần đầu vô thăm. Sao thấy hết thăm rồi? Dạ, ta biết là nó thăm người khác rồi. Đúng rồi, là biết rồi. Nhiều lắm, nhiều người bị lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Thì đây các bạn, đây củi lửa cũng đã sẵn sàng chuẩn bị rồi. Chờ lát nữa bắt đầu thì cuộc gói bánh sẽ bắt đầu diễn ra. Và những cái bếp lửa ở đây, đây là cái bếp của bộ đội này các bạn. Cắt một cái thùng phi ra để làm chế một cái bếp mà mình thấy rất là hay và rất là tiện ích luôn. Thì lát nữa thì lát nữa cái cuộc thi bắt đầu sẽ diễn ra các bạn. Thì mọi người sẽ chuẩn bị và bắt tay vào gói bánh
để nấu và thức trắng cả đêm nay các bạn, để canh bánh. Rồi mai sáng thì cái cuộc thi tiếp tục sẽ diễn ra. Thì lát nữa đây mình cũng sẽ quay luôn review cho các bạn tiếp theo cái cuộc thi và cái cách trưng bày bánh của tất cả các quận huyện thành phố của mình, nó đẹp và nó ngon như thế nào. Đây là các bếp bắt đầu chuẩn bị rồi các bạn. Thấy bắt đầu đã đun đun nóng thêm một chút xíu rồi, có hơi khói để nữa bỏ vô cho thời gian sẽ tiết kiệm nhiều hơn. Thì bây giờ là tới phần hội thi các bạn. Hội thi là các đội đã bắt đầu tổ chức bánh rồi, đã bày biện ra, đã nấu xong bánh từ đêm hôm qua. Thì sau một đêm đáng lý là mình có mặt ở đây để mà quay những cái đoạn là những người ở đây người ta nấu bánh luôn, để có một cái gì đó không khí rất là hay. Nhưng mà để tối quá các bạn, rồi mình có công việc nên phải về. Thì hôm nay ở bên kia là người ta đã bắt đầu chuẩn bị đó, bắt đầu để tập hợp để chuẩn bị thi bánh ngon hay là như thế nào, để những cái nào mà bánh ngon nhất thì sẽ được dâng lên vua Hùng để cúng trong cái ngày Tết Nguyên Đán này. Thì hiện tại mình cũng đang đứng trước cái đền thờ vua Hùng luôn các bạn, đứng phía sau lại. Thì phía bên góc này các bạn nè, đó là xa xa những chiếc bếp vẫn còn khói, người ta cũng mới vớt bánh được các bạn. Thì để coi những chiếc bánh của các huyện ở thành phố có đẹp hay không, thì bây giờ mình sẽ xin mời các bạn theo chân mình để cùng khám phá những cái mâm bánh trưng mà những cái quận huyện ở thành phố người ta gói có đẹp hay không và chấm điểm như thế nào. Thì xin mời các bạn nha. Thật ra mình cũng đi thử một vòng rất là đẹp các bạn. Thì đây là một cái gì đó không khí Tết nó rất là hay. Mỗi năm mới được một lần thôi. Thì hiện tại đang chấm điểm, thì mình đang đi một xíu, khi bắt đầu gần chấm xong á thì mình sẽ vào review cho các bạn thấy. Thì đây là những cái tác phẩm, những cái bánh chưng. Có cả bánh dày, nhưng mình thấy cái bánh dày cũng gói cho các bạn đa phần là bánh chưng. Được các quận huyện tổ chức rất là đẹp và trang trí rất là đẹp trên một cái bàn. Có bông mai. Rồi đây là của xã Vinh Lộc, huyện Bình Chánh các bạn. Ở đây là một cái mâm luôn, nguyên bánh tét không, rất là đơn sơ. Còn đây là của xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, tới 3 mâm bánh tét các bạn. Các bạn thấy cái bài trí là có củ kiệu, thịt mỡ, dưa hành, trái cây, bình hoa, cách trang điểm rất là đẹp, giống như là một bàn thờ cúng tổ gia tiên của mỗi gia đình người dân Việt Nam chúng ta. Rất nhiều ở đây là rất nhiều quận huyện của thành phố nha các bạn nha. Còn đây là quận 1 nè. Quận 1 được cho là giàu nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nên cách trang trí cũng khá là bắt mắt các bạn. Rất là đẹp, nguyên hai cái đòn bánh tét tô bố luôn, rồi hai trái dưa an khang thịnh vượng, mâm ngũ quả. Nhìn đơn sơ, có cả dưa kiệu và củ cải chua nữa các bạn. Còn đây là của quận 2, cái chỗ mà đốt pháo hoa vừa rồi mình đi coi các bạn. Đây là ở quận 2 nha, các bạn nào ở quận 2 thì coi nha. Đó, đây là các bạn ở quận 2 làm nè. Thì đây của là tác phẩm của sư đoàn 9, Vương Đậu 4 các bạn. Dính rất là đẹp. Thì có trang bị hoa cây cảnh nữa, rất là hay. Viên hai mâm bánh tét dán chữ đỏ nè. Có dưa hành luôn, trà mứt rồi, nhìn rất là đẹp các bạn. Ở đây có rất là nhiều, phải nói rất nhiều tác phẩm của trung đoàn tên lửa phòng 0263 cũng góp trong cái phần gói bánh chưng của mình qua các tay của anh chiến sĩ bộ đội ở đây. Trang trí rất là đẹp, không khí ở đây rất là náo nhiệt các bạn. Thì hiện tại thì ban giám khảo cũng đang chấm điểm để dành ra một cái giải đặc biệt, để dành ra những cái mâm bánh chưng ngon nhất để dâng lên thờ cúng vua Hùng Vương, vị tổ của dân nước Việt Nam chúng ta. Đây là một cái mâm mà mình thấy rất là đẹp các bạn. Đó, như các bạn thấy là làm bánh chưng, ở bên đơn vị này đã cắt cái bánh chưng và tạo một cái hình đất nước Việt Nam. Xung quanh là quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bằng những cái mâm dĩa củ kiều rất là đẹp các bạn. Ở đây là cái mâm bánh chưng. Ở đây là khu quận 9 nha các bạn nha. Ở quận 9 thì cái vua Hùng này cũng nằm tại quận 9 luôn, nên trang trí rất là đẹp, rất là công phu. Còn đây là của huyện Củ Chi. Cái này của huyện Củ Chi hình như đã ăn, bây giờ dọn luôn các bạn ạ. Bây giờ là dọn ăn luôn rồi. Cái mâm bánh không thấy đâu nữa cả. Là bây giờ là mấy cô, mấy bác đây là dọn ăn rồi. Ở đây rất là nhiều. Thì phải nói là một cái không khí xuân rất là vui. Thì đây là cái toàn cảnh gói bánh chưng, bánh dày của tại
đền thờ vua Hùng Vương chính các bạn.